Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô mười phương pháp giới thường trụ Tam Bảo Tác Đại chứng minh. Chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo hạnh nguyện của các Ngài, quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp, hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả Nam chùa Ba Vàng, xin các Ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các Ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con, Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, để tán thán công đức Tam Bảo, tu bồi rơi đức, tăng trưởng phước lành. Hôm nay, đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương, khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm năm, phẩm dược thảo dụ. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân, phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính pháp của Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, trụ thế Sa Bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của Tăng Ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân,
giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết chư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết tôn Pháp. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Nghe con nay thấy nghe đường thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sau muôn lời thành bảy quân rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lộ rịnh nhuận nghề, trong miệng chực đề hồ nhỏ mang, bên răng ngọc trắng tuôn xa lợi, trên lưỡi sen ngồng phong hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ ba, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm dược thảo dụ. Dù thế năm lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Ma Ha Ca Diêm Các Vị Đại Đệ Tử, hãy thấy Ca Diêm Kheo nói đặng công đức chân thực của Đức Như Lai đúng như lời các ông vừa nói. Đức Như Lai lại còn có vô lượng vô biên A Tăng kỳ công đức các ông giàu trải qua vô lượng ức kiếp nói cùng không nên được Ca Diếp nên biết Đức Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời chỉ đều không ngữ dối, vậy vẫn ở nơi tất cả pháp dùng sân phí huệ phương tiện mà diễn nói đó pháp của Phật nói thảy đều đến bậc nhất thiết trí Đức Như Lai xem biệt chỗ quy thủ của từng cả pháp cũng rõ biết cho tâm sở hành của từng cả chúng sanh thông thâu không ngại vật lại ở nơi các pháp rốn rao rõ biết nên chỉ bày từng cả trí huệ cho các chúng sanh Ca Diếp thi như trong cõi tam thiên đại thiên nơi núi sông khe hàng ruộng đất sinh ra cây cối lùm rừng và có cỏ thuốc bao nhiêu giống loại tên gọi màu sắc đều khác mây dày búa dân trùng khắp cõi tam thiên đại thiên đồng thời mưa rơi xuống khắp nơi nhưng thăm cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc hoặc thư gốc nhỏ thân nhỏ nhánh nhỏ lá nhỏ hoặc thư gốc bậc vừa thân vừa nhánh vừa lá vừa hoặc có thứ công lớn thân lớn nhanh lớn lá lớn càng giống cây lớn nhỏ tùy hoàng thượng trung hạ mà hâm thù khác nhau một cụm mấy tuôn mưa xuống sân theo mỗi giống loài mà cây cỏ đang sanh trường đơm bông kén trái gió rằng một cõi đức sanh một trần mưa thấm nhuận mà càng có cây đều có sai càng Ca Diêm nên biến Đức Như Lai cùng lại như thế hiện ra nơi đời như là vầng mây lớn nổi lên rùng dòng tiếng lớn vang khắp thế giới cả trời người A Tu La như mây lớn kia chùm khắp cõi nước tam thiên đại thiên vẫn ở trong đại chúng mà xướng lời này ta là Đức Như Lai ứng cung chánh biện trí minh anh tuôn thiền đề thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường vô thiên nhân sư vân thế tôn người chưa được độ thời làm cho được độ người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ người chưa an thời làm cho được an người chưa chứng niết bàn thời chứng niết bàn đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật ta là bậc nhân thiên tri bậc nhân thiên kiến là bậc trí đạo bậc khai đạo bậc thuyền đạo cả người hằng trời người A Tu La đều nên đến đây vì để nghe pháp vậy bây giờ có vô số nghìn muôn ứng loài chúng sanh đi đến cho Đức Phật mà nghe pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn tinh tấn hay giải đại của chúng sinh đó thuận vừa sức nó cam được. Mà vì chúng nói pháp chúng loài nhiều vô lượng phần đều khiến vui mừng đằng nhiều lời lành các chúng sanh này nghe pháp rồi hiện đời an ổn đời sau sanh về chỗ lành cho đạo đường thọ hưởng vui mà cũng được nghe pháp đã nghe pháp
rồi lìa khỏi các chướng ngại, ở trong các pháp theo sức mình kham được, lần lần đều được vào đạo. Như mây lớn kia mưa rơi gấm tất cả có cây lùm rừng và các có thuốc theo dòng của mọi thứ đều được đường nhưng đầy đủ đều được sanh trường được Như Lai nói pháp môn tướng một vì nghĩa là tướng giải toán tướng xa lìa tướng diệt đồn rào đến bậc những thiên chúng trí có chúng sanh nào nghe pháp của Như Lai hoàng thọ trì đồng tùng đúng như lời mà tu hành được công đức từ mình không hay biết vì sao vì chỉ có Như Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sanh đó nhớ việc gì nghĩ việc gì vì tu việc gì nhớ thế nào nghĩ thế nào tu thế nào dùng pháp gì để nhớ dùng pháp gì để nghĩ dùng pháp gì để tu dùng pháp gì đằng pháp gì chúng sanh ở nơi các bậc chỉ có đức Như Lai thầy đó đúng như thật rõ ràng không bị ngại như cây cối lùm rừng càng có thuốc kia không từ biến tân thường trung hạ của nó đứng Như Lai biến pháp môn tướng một vì ấy nghĩ là tướng giải thoát tướng xa lìa tướng diện tướng rộn ráo niên bàn thương tịch diện tròn về nơi không Phật biến như thế rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sinh mà dắt dìu nó cho nên chẳng liền vì chúng vội nói nhất thiết chủng trí cả diêm cả ngông rừng là hy hữu có thể rõ biến đừng Như Lai tùy cơ nghi nội pháp mấy tin hay nhưng vì sao vì càng đứng Phật Thế Tôn tùy cơ nghi nói pháp có hiểu khó biến khi đó đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng pháp vương và các cõi hiện ra trong thế gian theo tánh của chúng sinh dùng các cách nói pháp đức Như Lai tôn trọng trí huệ rừng sâu xa lâu dư phạm hiểu này chẳng vội liền nói ra người trí nếu được nghe thời có thể tin yêu kẻ không trí nghĩ ôi thời bèn là mừng hằng cả diệp vì cơ đó theo sức chúng nói pháp dùng các món nhân duyên cho chúng đặng tranh kiến cả diệp ông nên biết thi như vầng mây lớn nổi lên trong thế gian che trường không tên cả mây đi huệ chữ nhuận chớm nhoáng sáng chói lòa tiếng sấm xa vang đông khiến mọi loài vui đêm nhật quang bị che khuất trên mừng đức mang mẹ mây mùa xa bụa gần dương có thể nằm tới trên mưa đó khắp cùng bốn phương đều xối xuống dòng nước tuôn vô lượng cõi đất đều rút đầy nơi núi sông hang hiểm chỗ rầm rợp sanh ra những cây cối có thuốc càng thứ cây lớn nhỏ trăm dòng lúa mộng mà càng thứ mía cùng nho nhờ nương mưa đường nhuận đầy đều tươi tốt cả đứng gỗ gấm đường ruồi thược cây đều xúm xê vừng mây kia mưa xuống nước mưa thuận một vì mà có cây lùm rừng theo mỗi thứ đượm nhuận tất cả các giống cây hạng thượng chung cùng hạ xưng theo tánh lớn nhỏ đều đằng sanh trường cả gốc thân nhân và lá trổ bóng trái xanh và
tràng buộc trứng bữa rưỡi đến cây cỏ đều thăm hương theo thể tướng của nó tánh loài chia lớn nhỏ nước đường nhường vẫn một mà đều được xâm xuê đức Phật cũng như thế hiện ra nơi trong đời ví như vầng mây lớn che chùm khắp tất cả đã hiện ra trong đời bèn vì con chúng sanh vâng biên diện nói bày nghĩa thực của các pháp đứng đại thánh thể to ngờ trong ngàn đời người nơi từng cả chúng ngồi mà tuyên nói lời này ta là bậc Như Lai là đứng lượng tụng tôn hiện ra nơi trong đời dường như vầng mây lớn thấm nhuần khắp tất cả những chúng sinh khô khao đều làm cho lìa khổ. Đàng ngang ngôn vui sướng hương sự vui thế gian cùng sự vui niên bàn càng chúng trời người này một lòng khéo lắng nghe đều nên đến cả đây ra mặn đứng vô thường ta là đứng thế tôn không có ai bằng được muốn an ổn chúng sanh nên hiện ra trong đời vì các đại chúng nói pháp cam lộ trong sạch pháp đó thuần một vị giải thoát niết bàn thôi dùng một giọng tiếng màu diện sự nghĩa nhiệm này đều thường vì đại thừa mà khen làm những duyên ta xem từng cả chúng gâm đều bình đẳng cả không có lòng bị tư cùng với tâm yêu ghét ta không chung tam đâm cùng không có hàng ngày hằng vì tất cả chúng mà bình đẳng nói pháp như khi vì một người lúc chúng đông cũng vậy thường diễn nói pháp luôn từng không việc gì khác ta ngồi đứng ngoan đến đi đoàn không nghe nhằm mỏi đầy đủ cho thế gian như mưa khâm thâm nhuần sang nghe cùng thường ngã dự giới ấy và giới oai nghi được đầy đủ và chẳng được đầy đủ người chánh kiêng tà kiêng kẻ đốn căng lời căng gấp rưỡi cho mưa phạm mà không chút nhảm mọi tất cả hàng chúng sinh được nghe pháp của ta tùy sức mình lanh lấy chỗ ở nơi các bên hoặc là ở trời người làm chuyện luân thánh vương trời thính phàm các vua đó là có thuốc nhỏ hoặc rò pháp vô lâu hay chứng đằng niết bàn khởi sau pháp từng tông và đằng ba món mình ở riêng trong núi rừng thượng hành ngôn thiền định chứng đẳng bậc duyên giác là có thuốc bậc trung hoặc cầu bậc thế tôn ta sẽ đặng thành Phật tu hành tinh tấn định là có thuốc bình thường lại có hàng phần tự chuyển tâm nơi phần đạo thường thân anh từ bi từ biến mình làm vật quyết định không còn nghĩ gọi đó là cây nhỏ hoặc an trụ thần thông chuyển bất thôi pháp luân độ vô lượng muôn ngưng trăm nghìn loài chúng sanh Bồ Tát hạng như thế gọi gọi đó là cây lớn Phật chỉ bình đẳng nói như nước mưa một vị theo căn tánh chúng sanh mà hướng thọ không đồng như những có cây kia đường đướm nhuận đều kháng vân dùng món vô này để phương tiện chỉ bày các thứ lời lẽ hay đều diễn nói một pháp ở nơi trí huệ Phật như một giọt trong biển ta dưới trận mưa pháp đầy đủ khắp thế gian pháp mẫu thuần một vị tùy sức riêng tu hành như thể lùm rừng kia và có thuộc những cây tùy giống lớn hay nhỏ lừng lừng thêm xúm xuê pháp của các đấng vẫn thường dùng thuần một vị khiến cho các thế gian đều gắm đằng đầy đủ lừng lừa siêng tu hành rồi đều đặng đạo quả hàng thanh văn duyên giác ở nơi chốn núi rừng chủ thân hình rộng
rốt sau nghe Phật pháp đặng quả đó gọi là có thuốc đều đặng thêm lượng tốn nếu các vị Bồ Tát trí huệ đứng vững bền rõ suốt cả ba cõi cầu đặng thừa tối thương đó gọi là cây nhỏ mà đặng thêm lớn tốt lại có vị trụ tiền đặng sức thân thông lớn nghe nói các pháp không lòng rất sinh vui mừng phóng vô số hào quang độ các loài chúng sinh đó gọi là cây lớn mà đặng thêm lớn tốt như thế ca diêm này Đức Phật nói pháp ra thì như vầng mây lớn dùng được mưa một vị đường nhường nơi hoa người đều đặng khen trái cả ca diêm mong phải biến ta dùng càng nhân duyên càng mong thì vô thấy để chỉ bay Phật đạo đó là ta phương tiện càng Đức Phật cũng thế này ta vì càng ông nói viên rừng chân thân càng chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải duyên đồ chỗ càng ông tu hành là đạo của Bồ Tát lần lần tu học xong thấy đều sẽ thành Phật. Phục nguyện tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục chi túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện Sư Phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa, Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiền, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai, phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy. Tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của Sư Phụ và cha mẹ của Tăng Ni Phật tử đang tu tập tại chùa, bệnh tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin nơi tam bảo càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích tử vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh, cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại, kiếp này và các kiếp trước, các hương linh oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư Tăng Ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tín sâu tam bảo sớm sinh cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch.
hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hỏa của chúng con mà tăng phúc, tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, truyền tải Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, chi ngũ chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp trong tiêu chân tâm, tỏ rõ quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Các nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam độ rất sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thấy đều thế nhập vô sanh, những nguyện tiêu ba chương rành việc não, nguyện đường trí tuệ thực sáng ngời, nguyện các tội chương thầy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát Đạo, nguyện đem công đức tu hành này chẳng rải mười phương khắp tất cả, hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Tự quy y Phật ơi, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. Tự quy pháp ơi, nguyện cho chúng sinh ơi, thâm nhập kinh tạng ơi, chi tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi, nguyện cho chúng sinh ơi, quản lý đại chúng